Trở lại với chương trình với một chủ đề mà rất nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, paracetamol nói riêng hay các loại thuốc hạ sốt nói chung thì đang được dùng rất phổ biến. Và chính vì sự phổ biến này khiến tình trạng ngộ độc thuốc hạ sốt đang có xu hướng gia tăng. Mới đây thì bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy gan do người nhà cho cháu uống thuốc hạ sốt quá liều. Lo ngại hơn là không chỉ có bệnh nhi này mà tình trạng trẻ bị cho sử dụng thuốc hạ sốt cách tùy tiện, quá liều lượng lại đang diễn ra rất phổ biến mà không phải cha mẹ nào cũng ý thức được điều này. Vậy thì cụ thể việc cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt không đúng liều lượng tùy tiện gây ra những hậu quả như thế nào cho sức khỏe của trẻ và quan trọng hơn là làm thế nào để cho trẻ uống thuốc đúng cách. Đây là những nội dung chúng tôi sẽ đề cập đến trong chuyện tối nay với khách mời là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay. À, có rất nhiều điều mà chúng tôi muốn xin ý kiến của bác sĩ liên quan đến câu chuyện là một bé bị ngộ độc thuốc như vậy và có rất nhiều biểu hiện khác nữa. À, đầu tiên, như có nhắc tới là một bé đã phải nhập viện Nhi Trung Ương Khi mà sử dụng thuốc quá liều vậy Thì xin bác sĩ lý giải là đầu tiên về cơ chế Tại vâng. sao lại dẫn tới cái tình trạng ngộ độc như vậy? Vâng à, Hiện nay thì à, cái thuốc Paracetamol là một trong những cái thuốc à, Để bà làm hạ sốt à, Bảo loại tốt Và toàn thế giới người ta đều dùng hết thì, Tuy nhiên có một cái lưu ý là Paracetamol mà nếu chúng ta dùng quá liều lượng Trong à, một lần hoặc ở trong một ngày hoặc là trong tổng số cái đợt điều trị thì paracetamol sẽ làm à, gây gọi là ngộ độc thuốc mà một trong những cái ngộ độc mà cái cơ quan quan trọng nhất à, bị à, tác động đó là gan và khi mà dùng quá liều paracetamol thì gây ngộ độc cho gan và như thế gây suy gan cấp và cái, vì cái tình trạng suy gan cấp ấy nó sẽ có thể gây ra rất nhiều các cái triệu chứng và nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh vâng vậy trong quá khứ trong quá trình công tác tại bệnh viện thì bác sĩ đã từng gặp những trường hợp nào tương tự như vậy chưa năm nào chúng tôi cũng gặp năm nào cũng có các cái cháu mà uống quá liều paracetamol đến mặc dù chúng ta cứ nói rất là nhiều thế nhưng năm nào cũng gặp là bởi vì cái thuốc này nó quá là thông thường vâng. thế và lại dùng hàng ngày có thể dùng hàng ngày cho nên nhiều gia đình là anh chị em bố mẹ lại cứ kiểu chủ quan cho rằng là mình hiểu hết về cái thuốc này rồi vâng. đấy. Thế và khi uống thuốc thì sốt nó lại giảm nó chỉ độ khoảng uh, nửa tiếng sau là bắt đầu có tác dụng và hai giờ sau thì nó có tác dụng cao nhất. Thế là ví dụ như trẻ con đang sốt như này thì nó uống cái thấy nó giảm giảm nó lại chạy đi chơi, lăng nhăng này thế là cái tưởng như là tôi chết rồi cái thuốc này là thuốc tốt quá và không có nguy hại gì thế mà cứ thế là dùng, vâng. dùng liều cao thế rồi thì dùng dài ngày đấy và mà 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 đến lúc mà nó có cái triệu chứng ngộ độc thì lúc đó là là nặng rồi đấy. Vâng. Lúc vâng. à, rút từ quá trình làm việc và đã rất nhiều lần cảm thấy đau lòng khi mà gặp những trường hợp như vậy mà cha mẹ thì cũng rõ ràng là cũng không muốn như thế. Vâng. Chỉ là họ cũng không hiểu biết thôi. Vâng. Vậy bác sĩ có điều gì muốn nói cái suy nghĩ của mình với các phụ huynh như vâng. thế này? Ạ? Luôn luôn tôi nói rằng thuốc thì dù là các thuốc thông thường nhất nếu mà dùng cho các cháu thì cũng phải hiểu rất là rõ. Đấy. Khi nào mà cảm thấy mình không có chắc chắn một điều gì Tôi nói ví dụ với paracetamol là Với cái liều người ta cho rất rõ là 10 đến 15 mg cho 1 kg cân nặng cơ thể à. Thế thì ở trẻ con khác hẳn người lớn ở chỗ là Cái cân nặng của trẻ con nó nó, nó lớn lên cho nên nó trách nhau ghê lắm Đấy, Thế mà lại một số các cái hướng dẫn thì lại nói là theo tuổi Đấy, theo tuổi tức là người ta quy từ tuổi ra cân nặng. Vâng. Đấy Tôi nói ví dụ, à, một cháu bé một tuổi người ta viết là cho một cháu bé một tuổi với cái liều như thế này. Thì có cháu một tuổi nó lại nhẹ cân, và nhẹ cân. cân. Vâng. Nên vâng. Nhưng có khi nó chỉ 7kg thôi. Nhưng có cháu một tuổi nó lại béo, vâng. thì nó lên đến 12, 12-13kg. Vì vậy cái độ chênh rất là lớn. Đấy chứ còn người lớn chúng ta thì nó tranh nhau không có nhiều cho nên người ta cho theo người lớn khác cho theo trẻ con khác vì vậy ở trẻ con khó nhất là chúng ta phải tính cái liều lượng của một lần thuốc theo kg cân nặng của vâng. trẻ đấy vâng. cho nên dễ nhận nhầm vâng. và cái việc dùng thuốc quá liều thì như chúng ta thấy ví dụ dùng uh, paracetamol quá liều thì hậu vâng. quả là bé đã bị uh, ngộ độc những vâng. nhiễm, rồi nhiễm độc của gan nữa vâng. vậy thì còn có những cái biểu hiện khác nữa của việc dùng thuốc quá liều có phải không ạ thì uh, chất vì, vì 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 là cái cái ngộ độc mà ở gan là rất khó chữa vâng. nếu nếu chúng ta đợi là ví dụ như trẻ vàng da ra, ra rồi này rồi nằm mệt lử như này không có uh, ly bì rồi hôn mê này thì thì cái lúc đấy nó khó lắm vâng. cho nên luôn luôn người ta khuyến là khuyến cáo là gì anh không may đấy mà anh bị sai liều lại là anh phải đến bệnh viện ngay vâng đấy tức là ví dụ như là uh, mình mình chuẩn bị cho cho mấy em bé uống uống thuốc thế chứ uống mình tính liều như nào thế thì nó bị sai thế là lập tức phải đi bệnh viện ngay đừng có đợi các triệu chứng gì khác thì lúc đó chúng tôi mới có các cái thuốc để gọi là giải độc đặc hiệu paracetamol rất may là chúng ta có thuốc giải độc đặc hiệu vâng. Nếu mà chúng ta vừa uống quá liều một cái Hoặc là một uh, liều liều sau Mình lại uống dày quá Ví dụ người ta quy định là 4 đến 6 tiếng mới được uống một lần Anh 2 tiếng anh lại uống sát sát nhau quá vâng. mà, thì thì thấy có cái chuyện về sai liều rồi, đi ngay đến bệnh viện, vì chỉ ở bệnh viện chúng tôi mới có thể sử dụng các cái vâng. thuốc gọi là giải độc đặc hiệu được. Vâng, xin à, bác sĩ giúp đỡ kỹ hơn về trường hợp này, tức là tất nhiên còn nước thì còn tát và vâng. không phải gia đình nào thì cũng đủ cái thời gian mà cũng đủ cái sự tỉnh táo mà vâng. đưa con em mình đến viện ngay khi vừa phát hiện ra quá liều vâng. Sẽ có những người đã chót quá liều một thời gian tương đối rồi vâng. Cháu chưa bị ngộ độc nhưng mà sẽ có những biểu hiện nào đó phải không? Vâng đúng Tức là nếu mà à, anh không biết vâng. Thì thường thường các cái biểu hiện ngộ độc của nó là gì? Bao giờ đứa trẻ nó cũng mệt đi vâng. Vì cái gan nó chuyển hóa cơ thể mà Cái cái gan tức là nó, nó chuyển hóa toàn bộ các cái chất độc của cơ thể Nó khử độc mà vâng. Thế bây giờ gan nó không khử được độc Thì rất nhiều cái chất độc nó ứ lại trong cơ thể đấy thế thì nó sẽ gây ra lúc đầu là đứa trẻ sao ạ ly bì mệt mỏi thì nó nặng hơn thì là hôn mê thì còn chúng ta nhìn da của nó thì lúc đầu da bắt đầu nó vàng ra đấy, gan nó bắt đầu da nó vàng ra hoặc là chúng ta nhìn trên da bắt đầu có những cái chấm ban xuất hiện đấy thế thì cứ thấy các cái dấu hiệu bất thường như vậy là phải đến bệnh viện ngay lập tức vâng. à, một khuyến cáo từ bác sĩ bởi vì hiện nay tình trạng sử dụng thuốc thuốc hạ sốt hay thậm vâng. chí là kháng sinh Vâng. mua rất dễ và cứ tùy tiện sử dụng ảnh hưởng rất nhiều và câu chuyện kháng kháng sinh thì không phải là chúng ta mới nhắc đến một hai ngày gần đây. Vâng. Một khuyến cáo từ bác sĩ tới các bậc vâng. phụ huynh để có thể thay đổi thói quen Đảm bảo vệ sức khỏe cho các bé được không? Vâng. Tôi phải nói là như thế này trẻ con là rất khó. Ai cũng hiểu là trẻ con rất khó bởi vì cháu nó không biết nói, vâng. nó không biết kể bệnh. Thứ hai là diễn biến bệnh của nó rất nhanh, nhanh hơn người lớn rất nhiều đấy. Vì thế cho nên mọi mọi thứ mọi thuốc mà nếu chúng ta dùng cho trẻ chúng ta đều phải thông hiểu rất là kỹ còn khi chúng ta chưa thông hiểu kỹ chúng ta phải hỏi đấy hỏi những người mà người ta biết có trách nhiệm đấy chứ đừng có tự mình cứ tự chúng tôi gặp chủ yếu là những người cứ âm thầm tự mình cứ nghĩ thế là đúng thế thôi đấy Vậy. cứ nghĩ rằng là, là thôi sốt thì cho uống thuốc này thế là được lâu nay mình vẫn dùng như thế mà đấy. tức là cái suy nghĩ rất là đơn giản Đấy. Vâng. Vâng. Và xin cảm ơn phó sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng với những vâng. ý kiến chia sẻ và tôi hy vọng rằng với những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay thì tất cả quý vị phụ huynh những ai đang có thói quen là bất cứ khi bản thân quý vị hay là con em quý vị có bất cứ dấu hiệu nào về sức khỏe thì cũng thường đi mua thuốc à, sử dụng mà không có sự khuyến cáo từ phía bác sĩ đó điều cực kỳ nguy hiểm và hy vọng là qua những chia sẻ của bác sĩ nguyễn tiến dũng trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ có thêm những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày bảo vệ con em mình trước những nguy hại đến từ chính việc sử dụng thuốc một cách tùy tiện của quý vị một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ tiến dũng đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình chào buổi tối xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại